chào mọi người nhá Thế thì ở cái dòng máy VRV Toshiba này, này mà ở trên cái bộ điều khiển RBC AMT 32 A này mà khi các bạn test test để mà xem cái dàn nó có hoạt động hay không đấy thì có hai cái tham số mà mình cho là quan trọng nhất mà các bạn cần phải lưu tâm đó thì đầu tiên là chúng ta nhấn vào test với cả lờ này nhá nhấn giữ đồng thời này Thì nó sẽ lên cái tham số như này đúng không thì dùng cái mũi tên thêm này này các bạn chuyển đến cái tham số quan trọng nhất theo mình nhá đấy là tham số 03 cái cốt 03 này này cái giá trị bên này có bên này và cái 05 này nhá Thế thì nó quan trọng như thế nào thì để mình nói qua là cái 03 này, này nó chính là nhiệt độ đầu dàn tức là đầu của cái dàn lạnh ấy và cái nhiệt độ 05 nó là cuối của cái dàn lạnh. Đúng không nào? Thế thì khi mà chúng ta kiểm tra hai cái tham số này. Nếu như hai cái tham số này nó bằng nhau mà nó đều thấp thì như vậy là lỗi phim, đúng không nào? Nếu cái tham số 03 này này mà nó cao thì là van không mở. Đấy. Mà van không mở thì các bạn kiểm tra cái mã 08 này này. Nếu như ở đây nó báo mở rất là lớn rồi đúng không? 52 60 hay là 40 chẳng hạn. Mà cái tham số 03 này nó vẫn cao. Cao tầm hai mấy độ. Đấy thì như vậy là van nó không mở nhá. Mặc dù nó báo mở nhưng mà thực tế trên kia nó không mở. Hai nữa ấy là các cái nhiệt độ này này. Nó thấp quá đi. Nhiệt độ 05 này nó quá thấp đi. Tức là nó âm thì có thể là lỗi cảm biến, đúng không nào? Vì nó thấp quá. Hoặc cái van nó đang có vấn đề nó làm cho đông đá ở dàn thì đấy là hai cái tham số là 03 nhé các bạn nhé và 05 thì các bạn cứ kiểm tra cho mình hai cái này cái 05 này nó phải lớn hơn cái 03 tầm khoảng 7 cho đến 15 độ đấy có thể là những cái dàn nó mở lớn lên nó 15 15 trên nhau 15 độ đấy như này là 7 đúng không 03 là 7 và 05 là 13 tức là trên nhau 6 độ thì như vậy cái van nó sẽ vẫn còn tiếp tục nó mở đấy thì đấy là hai cái tham số mà mình cho là nó rất là quan trọng khi mà các bạn kiểm tra nhé để xác định được một số cái phần hư hỏng hay gặp ở trên cái dòng máy VRV Toshiba này này sau khi chúng ta kiểm tra như vậy rồi đúng nào thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút test này này để chúng ta quay trở lại cái màn hình kiểm tra bình thường thì đây là cái nhiệt độ cài đặt thôi và nó lại hoạt động như là bình thường các bạn để như kia là người ta tưởng là lỗi nhá. Cho nên các bạn phải nhấn vào cái nút này này, nút test này. Người ta quay lại trở về cái trạng thái ban đầu của cái hệ thống thiết bị của chúng ta. Đấy. Thì như vậy là các bạn đã test và hai cái tham số đó mình cho rất quan trọng. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video